Em làm gì mà tôi gọi điện nhắn tin thì không trả lời? Phá thai ạ. Chị cứ đi từ từ thôi. Bây giờ nó phải kiếm tiền để giải quyết cho nhanh chị ạ. Em được bao lâu rồi? 15 tuần ạ. Tốt, có một khách rất đặc biệt. Mày đã nói chuyện với thằng vô dụng kia chưa? Cái gì? Không biết nói cái gì đâu. Em đừng cáu. Em chỉ muốn là em vui thôi. Em sẽ kiếm đủ tiền. Em giải quyết xong, còn mình lại vui như hồi xưa. Mày muốn giữ vì mày bắt đầu yêu rồi phải không? Không. Ở đây có ba một thứ trao rất đặc biệt. Nó rất là tốt cho thai nhi. Đây là con tao. Chó đẻ đâu ra? Hả? Chó mày à? Tự lo cho thân mình đi. Em đừng nên yêu một ai quá. Đừng để bọn đàn ông nó sợ mình.